bạn đã chọn sedan hay là một chiếc SUV tầm cao? Cùng mình tìm hiểu nhé. Thứ nhất, về giá thì trong cùng phân khúc SUV tầm cao sẽ luôn đắt hơn sedan khoảng độ vài chục đến vài trăm triệu. Về ngoại thất, sedan mang một thiết kế sang trọng, lịch lãm, rất phù hợp cho việc làm ăn kinh doanh khi bạn gặp đối tác. Ngoài ra, sedan với thiết kế nhỏ gọn, rất ổn định cho đô thị. Về nội thất, SUV có khoang cabin rộng rãi, thoải mái, chở được nhiều người, mang được nhiều đồ. Nếu đi gia đình và đi đường dài thì SUV luôn là sự lựa chọn hoàn hảo nhất. Bù lại, sedan lại có khoang hành lý tách biệt, tránh bị bay ngược mùi vào khoang hành khách. Về vận hành, SUV với ưu điểm gầm cao, phù hợp với mọi địa hình và điều kiện đường xá tại Việt Nam. Ngược lại, với giải tốc độ cao, ôn cua gắt thì sedan luôn được đánh giá cao hơn nhờ trọng tâm thấp, tăng tốc nhanh, mang lại cảm giác lái êm ái và đậm chắc. Tóm lại, nếu bạn thích một chiếc xe có cảm giác lái thú vị, nhanh hơn, hiệu suất cao hơn, tiết kiệm nhiên liệu hơn thì sedan là một sự lựa chọn không tồi. Ngược lại, nếu bạn cần sự thực dụng, chở được nhiều đồ, lại chở được nhiều người trong gia đình thì SUV là một sự lựa chọn hoàn hảo.